Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2011, Ban Quản lý Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ công bố điều chỉnh quy hoạch chung Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô. Đồng chí Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng Ban Quản lý Dự án Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tới dự. Dự lễ công bố còn có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây. Dự án xây dựng Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21 tháng 8 năm 1997 với mục tiêu xây dựng nơi đây thành một trung tâm hoạt động văn hóa mang tính quốc gia nhằm tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống 54 dân tộc anh em của Việt Nam, đồng thời đáp ứng các nhu cầu vui chơi, giải trí, hoạt động thể thao, văn hóa cho nhân dân trong nước và du khách quốc tế. Tiếp đó, đến năm 2000, quy hoạch chung của Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt với tổng diện tích là 874 ha. Trong hơn 10 năm qua, Ban Quản lý Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển dự án theo đúng quy hoạch chung đã được phê duyệt. Tuy nhiên, xuất phát từ đòi hỏi thực tế, Ban Quản lý Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam đã trình và được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh lại quy hoạch chung với hai lý do. Thứ nhất là sau khi sáp nhập nông trường Đồng Mô vào dự án theo quyết định của các cấp có thẩm quyền thì tổng diện tích của dự án hiện đã tăng lên 1.544 ha. Thứ hai là việc điều chỉnh lại quy hoạch chung nhằm từ đó tạo ra những điều kiện pháp lý để điều chỉnh lại cơ cấu và chức năng của một số khu chức năng sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước nhằm tăng tính hấp dẫn của dự án, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút đầu tư và tăng cường xã hội hóa trong quá trình đầu tư phát triển Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ban Quản lý dự án đã chọn liên doanh nhà thầu giữa công ty kiến trúc TT Associates của Việt Nam và tập đoàn xây dựng BIDS của Thái Lan thực hiện công tác khảo sát thiết kế, điều chỉnh lại quy hoạch chung. Đây là những đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc, đầu tư xây dựng có năng lực và uy tín trong khu vực và trên thế giới. Việc công bố điều chỉnh quy hoạch chung sẽ tạo điều kiện thuận lợi để dự án xây dựng Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng, phát huy một cách đầy đủ các tính năng, tác dụng, đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí, du lịch, thể thao, văn hóa của người dân trong nước và du khách quốc tế.